Bạn muốn sở hữu cho bản thân một tài khoản VIP hay thử sức với vòng quay may mắn nhận ngay acc VIP cùng hàng loạt quân uy giá trị? Hãy đến ngay shopgthuchuvn để dinh về cho mình những tài khoản chơi game chất lượng cao. Truy cập ngay shopgthuchuvn, shop bán acc uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Cảnh báo đường link shopgthu.vn là shop lừa đảo. Các bạn để ý kỹ link website trước khi mua nhé. Và ngoài ra Terry team địch vẫn còn đang di chuyển nhẩn nhơ trong rừng team mình. Thế này là mình sẽ chủ động núp bụi đi để chờ đợi nhé. Cứ chờ đợi xem team địch có lên cao. Ủa cái gì vậy? Ủa các bạn ơi, ảo thật đây. Đeo huy chương. Ai nhở? Cân 2. Có nhớ chưa? Cân 2. Cái đấy có đầy ghê lắm. Cái đấy có đầy ghê lắm các bạn ơi. 心情不好的时候就来汉克里希聊聊天吧。 Xin chào tất cả các bạn, trước mắt các bạn là bộ trang phục mới nhất dành cho cô nàng Karisi. Hiện tại thì bộ trang phục này chưa có tên gọi chính thức, vậy nên các bạn có thể để lại bình luận về cái dự đoán tên gọi của bộ trang phục này, nhớ để lại comment bên dưới giúp mình nha. Đây là bộ trang phục nằm trong sổ sứ mệnh sắp tới, và nếu như các bạn nào tham gia sổ sứ mệnh và đạt được cấp độ 60 thì các bạn mới có thể nhận được bộ trang phục Karisi này. Đấy, chủ đề sổ sứ mệnh sắp tới sẽ là lời nguyền tình ái nha các bạn ơi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhận xét qua về ngoại hình. Cô là trời, chân trắng thế, không có một vết mũi đốt luôn các bạn ơi. Và ngoài ra các bạn thấy qua đôi cánh của Karisi uyển chuyển mềm mại này, đấy cực kỳ mượt mà. Không chỉ thế thì phong cách ăn mặc thì cũng rất đẹp rồi, Karisi vẫn là một cô nàng cực kỳ xinh đẹp, vẫn là một cô nàng rất là đáng yêu cute. Ok, chúng ta sẽ cùng vào trong một trận đấu để có thể là trải nghiệm qua hiệu cơ năng đến từ bộ trang phục này xem thay đổi những gì nha. Con bướm xinh đa tình. Ok, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm bộ trang phục mới nhất dành cho cô nàng Karisi trong một trận đấu và để xem bộ trang phục này thay đổi những gì. Trước tiên là về ngoại hình là cũng có sự thay đổi rồi nhá. Bây giờ thì trong người xem qua thì bộ trang phục này không có hiệu mính về. Bởi vì từ trước tới nay những cái bộ trang phục nằm trong sổ sứ mệnh thì hầu hết đều là những bộ trang phục bậc S mà thôi. Chỉ thay đổi hiệu ứng đến từ những đòn đánh thường này, chiêu 1, chiêu 2 và chiêu 3 mà thôi nhá, chứ không có thay đổi về hiệu mính về đâu. Ok. Và các bạn nhìn đấy, qua về cách di chuyển của Karisi trong bộ trang phục này thì đôi cánh đập nó rất là mềm mại, rất là uyển chuyển, rất là mượt mà nhá. Đấy là những cái lời khen về cái ngoại hình và cách di chuyển dành cho bộ trang phục này mà mình gửi đến Karisi. Ngoài ra thì sau khi dùng chiêu 1 thì các bạn có cảm tưởng là chiêu 1 của Karisi thả bướm ra là cái con bướm này nó khá to không? To hơn so với những cái bộ trang phục khác của Karisi, giúp cho các bạn cảm nhận là được rằng các bạn dùng chiêu 1 nó sẽ gây sát thương được rộng hơn. Bởi vì là cái con bướm nó to mà. Đấy. Ngoài ra thì chiêu 2 cũng có sự thay đổi về hiệu ứng này. Chiêu 3 cũng rất đẹp. Đấy là về hiệu kỹ năng. Còn bây giờ mình sẽ tiến hành đi ganh kiếm mạng thôi nào. U là trời, hello Quillian. Quillian đi đâu? Cho mình xin một mạng của Quillian. Quillian bốc hơi rồi nhá. Ăn mạng rất đơn giản. Các bạn lưu ý giúp mình, Karisi thì chơi rất dễ. Và vì tướng này cũng có combo, nhưng mà combo tùy thuộc vào từng tình huống nhá. Trước tiên là mình có thể từ từ để mình áp sát Red phát thất tung Red lên đấy, cấu chuyển Red và Red bốc hơi luôn, có mảng hỗ trợ. Combo thì có nhiều kiểu combo lắm. Có thể là combo chiêu 2, chiêu cuối, chiêu 1, hoặc là combo chiêu cuối, chiêu 2 rồi chiêu 1, tùy thuộc vào từng tình huống nhá, hoặc là chiêu 2, chiêu 1 rồi chiêu cuối. Bây giờ mình sẽ kích hoạt chiêu cuối trước nè, sau đó là hất tung. Ấy ôi, mù mắt quá. Không tiêu diệt được Terry team địch kìa. Vừa xong là mình không tiêu diệt được Terry team địch nhá. Hiện tại thì mình đang lạc trôi ở phiên bản Đài Loan, bắt một chuyến bay rất nhanh để có thể là bay sang Đài Loan để review cho người bộ trang phục mới nhất dành cho Karisi. Quillian đây này, dí luôn Quillian thôi, từ từ mình có chiêu 1 đi rồi. Thả bướm, thu bướm thế là có mạng luôn rồi. Đấy, giữ vị trí tung bướm nhẹ nhẹ là có mạng ngay. Nào Tara ơi, bây giờ mình di chuyển lên hỗ trợ bạn đây, chúng ta úp sọt đơn ngộ không, nhưng mỗi tội ngộ khỉ chạy nhanh quá. Ngộ khỉ vừa xong lại còn đầu tư cả tốc biến luôn. Wow.
Cái cơ chế của Carisi mình rất thích đến từ khi mà các bạn sử dụng kỹ năng. Các bạn sử dụng kỹ năng trúng mục tiêu là các bạn sẽ được tăng tốc độ di chuyển. Đây là cái cơ chế giúp cho Carisi có thể là cơ động hơn trong giao tranh nhé. Mình hiện tại là mình cứ núp bụi thôi để chờ đợi Ngộ Không. Ô, Ngộ Không bỏ trụ à? Cái trụ vừa xong nó còn nhiều máu dã man mà Ngộ Không bỏ trụ cho Bright thì mình lấy trụ một cách dễ dàng luôn này. Hình như là Ngộ Không về rồi thì phải các bạn ạ. Hình như là nó về luôn rồi. Thường thường thì mình hay kích hoạt chiêu cuối trước, bởi vì kích hoạt chiêu cuối nếu như mà cái tia đạn từ chiêu cuối nó rơi xuống mục tiêu lập tức mình sẽ được tăng tốc độ di chuyển, giúp cho mình có thể tiếp cận đối phương nhanh, sau đó mình dùng chiêu 2 mình hất tung người dùng chiêu 1 nhé. Thường thường sẽ là combo như vậy, tùy thuộc vào từng tình huống thôi. Mình cứ chờ đợi cho Red chủ quan nhá. Mục tiêu của mình sẽ Red hất tung vào chiêu 1. Đấy, cấu diệt được nửa cây máu của Red rồi. Không biết là Red còn dám lên cao hay không, chứ còn tầm này lên cao là mình sẽ dí tới cùng luôn. Dí luôn cái quạt chiêu cuối. Hất tung ấy. Mình xin mạng của Red, thôi chết tối Capanin nó bắn mình. Thôi. Trời đất ơi. Thế là mình đã phải lên về điểm số rồi. Capanin nó mang cái phù hiệu tinh linh đi, vậy nên nó rất là mạnh nhá. Thôi thì trong khoảng thời gian này thì hy vọng rằng các bạn có thể bớt chút thời gian để có thể ủng hộ mình bằng cách cho mình xin một nút like, và ngoài ra cho mình xin một đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn nào đoán xem Carisi là chất tướng gì? Đây là chất tướng late game rất mạnh nhá. Giữa game và late game Carisi rất mạnh, bởi vì một combo một mạng đấy là chuyện hết sức bình thường. Đã để cho bướm xanh rồi thì chỉ cần tung bướm thôi, như là chiêu 1 là chắc chắn được cái máu của đối phương, bởi vì chiêu 1 nó sẽ gây ra hai lượng sát thương nhá. Nào em tung combo phát nào. Mình xin. Ôi dồi ôi, Ngộ Không ơi, tôi. Trời ơi. May quá Ngộ Không không dí mình nữa các bạn ạ. Hên ghê. Chứ Ngộ Không vừa xong đập cho một phát là thốn đến tận rốn. Thả chiêu 1 thì cái con bướm này nó sẽ gây sát thương đi và sát thương về. Bởi vì các bạn thả chiêu 1 ra là bướm sẽ bay đi này, gây sát thương này. Rồi nó quay trở lại thì nó cũng sẽ gây sát thương thêm một lần nữa nha. Cũng rất là cảm ơn bạn chủ Ác Đá tốt bụng giúp đỡ mình, cho mình mượn cái tài khoản bên Đài Loan. Thật ra không biết là các bạn có leo danh ở phiên bản Đài Loan hay không, nhớ để lại comment bên dưới giúp mình. Chứ nếu như các bạn thường xuyên theo dõi clip của mình ấy, thì hầu hết là mình chủ yếu leo danh ở Việt Nam thôi. Đấy, leo danh ở Việt Nam chúng ta thôi. Còn thi thoảng ở phiên bản Đài Loan hoặc là những phiên bản khác ấy, nó update chẳng hạn, nó có những trang phục mới mình muốn review sớm cho mọi người chẳng hạn, thì mình cũng rất là tốn công sức để có thể đi mượn tài khoản. Bởi vì mình không có tài khoản bên Đài Loan mà. Đấy, phải mượn tài khoản để có thể review cho người trang phục. Thế nên nếu như bạn nào mà có nick ở Đài Loan chẳng hạn, mà các bạn chơi, các bạn có nhiều tướng chẳng hạn, thì các bạn có thể liên hệ qua Facebook cá nhân giúp mình nhé, để mình có cơ hội được trải nghiệm và làm clip. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ui ôi, Red ơi, tôi. Trời ơi, chưa gì mình úi ôi, còn một cục máu ạ. Sợ thật. Yên tâm, bằng này máu là mình chưa muốn về đâu. Cái tầm này khéo ở lại còn vơ vét được một vài mạng luôn. Nào, Red tung combo buồn cười vậy. Này thì Red với chúng tôi, Red thì xinh. Đấy, mình ở lại là mình có mạng luôn. Terry tin địch là có không còn quá nhiều máu đâu nhá. Bây giờ mình sẽ di chuyển dần xuống đường dưới, mình dọn lên chiếc đá. Tập trung thăm ngàn khi mà không có giao tranh. Và ngoài ra Terry tin địch vẫn còn đang di chuyển nhẩn nhơ trong rừng tim mình. Thế này là mình sẽ chủ động núp bụi đi để chờ đợi nhá. Cứ chờ đợi xem tim địch có lên cao. Ủa cái gì vậy? Ủa các bạn ơi. Ôi có một hiện tượng lạ các bạn à, mình núp bụi sao Ngộ Không biết mình vậy? Ảo thật đấy. Thật ra nếu như mà mình lộ sai chẳng hạn, mình núp bụi thì Ngộ Không biết mình trong bụi chẳng hạn, thì không làm sao cả, mình không bất ngờ. Nhưng vấn đề chính là mình đang ở trong bụi, Ngộ Không chắc chắn sẽ không có tầm nhìn. Nhưng mà tại vì sao Ngộ Không đang ở đứng bên ngoài, Ngộ Không có thể gõ mình được luôn nhở? Đáng ra nếu mà Ngộ Không chui vào trong bụi thì Ngộ Không mới nhìn thấy mình, thì lúc đấy Ngộ Không mới đập mình chẳng hạn, thì lúc đấy là mình không có thắc mắc gì đâu. Nhưng là ở trường hợp này thì lại khác, mình đang núp bụi, Ngộ Không đang ở bên ngoài bụi. Sao lại Ngộ Không sử dụng kỹ năng gõ mình luôn? Là sao? Hiểu kiểu gì? Ủa? Ôi thật sự mình rất bất ngờ. Chứ còn vấn đề lộ sai thì mình không quan tâm. Kể cả mình di chuyển trong bụi và đối phương biết mình đang nằm trong bụi đấy thì mình không quan tâm cái vấn đề đấy nhá. Cái điều đấy là không có gì bất ngờ cả. Nhưng vừa sau mình núp bụi thôi mà Ngộ Không đứng bên ngoài, Ngộ Không vẫn gõ được luôn. Ảo thật các bạn ạ. Hello Red. Red nửa cây máu nè. Úi dồi ôi. Ơ kìa. Mình gây sát thương đến 97% và ta ra công việc cực kỳ nhẹ nhàng. 17-15 rồi, các bạn thấy qua đây là một trận đấu cực kỳ cân bằng và căng thẳng nhá.
Đúng là chơi phiên bản Đài Loan thôi là cũng cảm thấy rất là khắc nghiệt đấy. Thật ra thì nick này cũng không phải là ở mức danh quá cao đâu. Mình chơi ở phiên bản Đài Loan này thi thoảng thì cũng hơi lag lag nha, kiểu mạng nó kém ấy, thế là mong các bạn thông cảm giúp mình. Nếu như là cái mạng của mình nó thi thoảng nó bị tụt xuống màu vàng, còn lắm khi nó bị xuống màu đỏ cơ, chứ không phải là màu xanh lét đâu, nhưng bây giờ đang màu vàng ấy kìa. Ơ kìa, mình đứng trang bộ sao lại Terry Team Địch lại biết mình đứng ở chỗ đấy nhở? Ảo thật đấy các bạn ạ. Ngày hôm nay chủ yếu mục đích của mình ấy là muốn review cho người bộ trang phục mới nhất dành cho Karisi thôi nhá. Qua phiên bản đài để trải nghiệm cho mọi người thôi. Ui ôi ngộ không, tôi em có tóc biến. Sợ quá ui anh ơi, trời ơi. Nó cố gắng nó tiêu diệt mình và cuối cùng là mình cũng đổi được mạng thành công. Không thể tin nổi các bạn ạ. Trận đấu này thật ra thì mình cũng cần phải né tránh ngộ không khá là nhiều. Bởi vì ngộ không bây giờ tập này nó cũng lết game rồi. Một trận đấu cực kỳ cân bằng nhá. 18-18 này. Những cái trận đấu như thế này thì cực kỳ căng thẳng. Thật ra thì trong sổ sứ mệnh lần này ấy, thì chúng ta sẽ có 3 bộ trang phục. Chắc hẳn các bạn cũng đã biết rồi. Đó là bộ trang phục dành cho Gidu, bộ trang phục dành cho Mganga và bộ trang phục dành cho Karisi. Karisi thì sẽ là bộ trang phục đạt được cấp độ 60 nha mọi người nhé. Còn đối với Gidu thì các bạn chỉ cần đạt được cấp độ 20 thôi. Mganga thì là cấp 1. Nó cũng khá là giống so với những cái sổ sứ mệnh lần trước. Ơ kìa có Tari Team Địch. Ui máu tụt không phanh, máu tụt không phanh. Trời ơi Tara phu phàng quá. Mình gây sát thương đến 89% mà Tara. Kiểu Tara đi theo mình cảm giác rất là xanh luôn. Đi theo mình là ăn được mạng mà. Karisi chơi vẫn như ngày xưa thôi. Đây là chất tướng đời đầu nha mọi người. Thế nên là khi mà các bạn sử dụng kỹ năng thì cũng rất là dễ. Và ngoài ra thì hiện tại Karisi mình cảm thấy là sức mạnh ổn thì các bạn có thể leo danh nha. Không phải là quá bị yếu đâu. Cứ chờ thôi, nước bụi để chờ đợi mình không lộ sai ra sớm bởi vì Team Địch có rất là nhiều các vị tướng sát thủ. Chờ người nơi ấy. Không có ai đi qua đây. À có ngộ không, hất tung ngộ không, dồn đam ngộ không. Úi dồi ngộ không hy sinh mà tí nữa mình cũng vẹo luôn. Không tin nổi mình còn đúng một cục máu xíu xíu đây này. Ôi mình về đây chứ không là Terry Team Địch nó bắn chiêu cuối lên là chết ngay. Đấy trận đấu này không chỉ có ngộ không mà Team Địch còn có cả Quillian, cả Red. Đây là bộ 3 gây sát thương sốc đam cực kỳ mạnh nhá. Đánh ở phiên bản Đài Loan mà cứ căng như kiểu phiên bản Việt Nam vậy. Thời điểm này là mình lết game rồi đấy. Còn thiếu đúng một trang bị nữa thôi là mình full đồ. À từ từ tốc biến lên dí luôn Terry. Ui dồi có mạng luôn. Ôi từ từ Red em có quạt có bất tử. Kích quạt quả có bất tử. Đấy leo leo tiêu diệt luôn Red này. Red hy sinh double kill. Ôi cảm giác đánh lết game sướng cực kỳ. Bởi vì tung kỹ năng ra máu đối phương tụt rất nhanh. Nhìn cực kỳ đã mắt nha mọi người. Kiểu máu rút không phanh ấy. Thôi tầm này mình cũng về đây. Cứ yêu máu là về. Dàn trụ Team Địch là còn nhiều quá. Mình tính xương xương là còn 6 cái cơ. Không biết là bao giờ mình có thể kết thúc được trận đấu. Nhưng mà trước tiên là mình sẽ cần phải di chuyển lên đường trên để có thể đẩy lính nha. Bởi vì đường trên của Team Địch là có thả ra cái con xe ra mà. Kệ cho đồng đội của mình đánh nhau đi. Tầm này cứ dọn lính trước đã. Kích quạt chiêu cuối thì mình cảm giác như ở dưới chân của Karisi trong bộ trang phục này nó xuất hiện cái biểu tượng của con virus các bạn ạ. Thường thường thì các bạn biết virus thì nó sẽ có hình tròn này, sau đó nó có những cái kiểu những cái gai gai mà mọc ra ấy. Thì chiêu cuối của Karisi thì cũng y hệt như vậy luôn. Đấy các bạn nhìn thấy qua có một vòng tròn và có 2, 4, 6 cái tia, 6 cái gai đâm ra. Thì mình cảm thấy là rất là giống với biểu tượng của virus nhá. Đi chung tôi, thời điểm này là cuối game và sắp bước sang phút thứ 15 rồi. Seda bạo chúa sắp xuất hiện rồi. Được cái là team mình có Tara cực kỳ châu bò và hy vọng rằng Tara có thể bảo kê đi trước để có thể trách bụi nha. Cho mình có thể an toàn. Ui dồi ôi, mất 3 cục máu ạ. Get Red dã man. Cố gắng bắt lẻ Red này team ơi, thả bướm vào. Red hy sinh có mạng hỗ trợ. Mình là mình không lộ sai ra sớm nhá. Mình lộ ra sớm là sát thủ Team Địch bắt ngay. Thế nên là có Quillian. Quillian này bốc hơi có mạng hỗ trợ tiếp. À ngộ không này có mạng của ngộ không luôn. Hiện tại là Team Địch mất 3 người rồi. Team Địch là... Ui Team Địch mất 4 người rồi các bạn ơi, còn Terry nè. Trời ơi Terry Team Địch cũng hy sinh nốt, quét sạch Team Địch hoàn toàn.
Ok, clip của mình chắc có lẽ đến đây là kết thúc rồi các bạn ơi. Rất là cảm ơn các bạn đã xem qua màn review trang phục của Karisi nhá. Hiện tại thì mình cũng chưa biết tên gọi chính thức của bộ trang phục này là gì. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian quý giá để xem clip của mình. Hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ mình. Và nhớ cho mình xin một nút like, cho mình xin một đăng ký kênh, bật chuông thông báo nha. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye mọi người, bye bye.